Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 319 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ. Sau khi nghe Trác Long nói xong, Lôi Trạch của thần trợn mắt, đột nhiên tim nhói lên. Hắn là quá khứ thân của Lôi Trạch, vẫn ở trạng thái tử vong. Tuy chân thân hắn còn sống, nhưng chân thân không thể dùng ký ức chung với quá khứ thế thân đã chết. Dù sao, thì vừa rồi hắn vẫn là kẻ đã chết. Giờ hắn đã hồi sinh ký ức dừng lại ở lúc trước khi chết, cũng giống như thần hậu nương nương. Năm đó, nàng bị hậu thổ nương nương tách ra, không biết chút gì về việc đã xảy ra ở ngoại giới. Sau đó mới dần dần mò mẫm chân tướng của thế giới này. Thua rồi, thua thật rồi. Lôi Trạch của thần mơ hồ nói. Sao lại thua được? Sao có thể? Oanh! Hắn lao qua hỗn độn lôi hải, xuất hiện trên bầu trời của Lôi Trạch thánh địa. Sao lại thua được đấy? Ta không tin. Lôi Trạch, nơi ta sinh ra, đưa hết ký ức 10 vạn năm của ngươi cho ta. Thần thức khủng bố của hắn bạo phát, cuốn qua cả Lôi Trạch thánh địa. Đại sự xảy ra trong 10 vạn năm qua ở tòa thánh địa này biến thành lạc ấn in vào trong đại não của thánh địa. Lúc này, Lôi Trạch của thần điên cuồng dùng thần thức lạc ấn hiện lên trên tràn vào trong đầu của hắn. Chúng là ký ức của tòa thánh địa này, ghi lại bi hoan ly hợp của Lôi Trạch thị, chứa quãng thời gian khổ nạn bi tình của Lôi Trạch thị. Lôi Trạch của thần đứng ngây người ở đấy, thân hình khổng lồ run rẩy. Ký ức thánh địa khiến cho hắn không thể, thế nhưng vẫn phải chấp nhận. Tử vi tinh vực, đưa ký ức của ngươi cho ta. Thần thức của hắn lại bạo phát, cuốn qua tinh không, không ngừng lan rộng, thần thức khủng bố, khiến những vì sao rung chuyển. Hắn là tổ tiên chung của Yển Tư Thị và Phục Hy Thị, là người có thể đối kháng với Đại Tư Mệnh ở thời đại Hắc Ám. Là một trong những thần vương mạnh nhất, thủ đoạn bạo lực, căn bản, không đi thăm dò mọi việc xảy ra trong 10 vạn năm qua, mà trực tiếp lấy lạc ấn từ trong vũ trụ. Chỉ cần là đại sự, ví dụ như đại chiến kinh thiên động địa, đều sẽ để lại dấu ấn trong vũ trụ tinh không, in dấu trong thời gian vô tận. Loại dấu ấn này những đế cấp thông thường không thể phát hiện được, không phát giác ra. Nhưng với vị này thì việc lấy ký ức từ vũ trụ là việc quá dễ dàng, đỡ phải đi tìm hiểu. Thủ đoạn của hắn tuy cuồng bạo nhưng rất hiệu quả. Đại đạo trong bầu vũ trụ tinh không bị thần thức của hắn động tới. Đại sự trong lịch sử biến thành vô số luồng thông tin tràn vào trong đầu của hắn. Một lúc lâu sau, Lôi Trạch của thần thu thần thức về. Thua rồi, ta thua rồi. Hắn bình tĩnh lại, nhưng khí tức cuồng bạo vẫn khuấy động phong vân, râu rồng bay tựa như quần long bay lượn. Trung Nhạc và Trác Long, Ứng Loan Đế đi ra từ hỗn độn lôi hải, ngẩng đầu nhìn lên cự nhân. Lôi Trạch cổ thần đứng sừng sững nơi đấy, lưng quay về phía bọn họ, có vài phần cô độc. Sau khi hắn bị ám toán, Hoa Tư Thị cũng lụn bại, để bảo vệ chính mình buộc phải thỏa hiệp với kẻ địch. Loại Tinh Trạch cũng thỏa hiệp, Phục Khi còn lại bị trấn áp, gắng sống trong thoi thóp. Lần lượt các hoàng tộc nối tiếp nhau thần phục, mất đi hào quang trước kia, thế giới này đã trở lại yên bình. Những thứ hắn lấy từ ký ức vũ trụ chỉ là đại sự, nhưng từ đó hắn cũng nhìn ra được hướng đi lịch sử. Đột nhiên, Lôi Trạch thị từ các tinh cầu và chư thiên ở thánh địa bay ra, biến thành rồng, lần lượt đáp xuống. Mấy vị lão long ngẩng lên, nhìn Lôi Trạch của thần với đôi mắt mờ ảo. Đột nhiên, họ giống lên, run rẩy quỳ xuống. Thủy tổ còn nhớ ta không? Năm đó ta còn là đứa trẻ. Đông đảo Lôi Trạch thị đều quỳ mọp xuống. Lôi Trạch của thần nhìn họ, giơ tay lên bảo họ đứng dậy. Hậu thế của ta thật xấu hổ với các ngươi. Trung Nhạc lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó, trong lòng hỗn độn nhiều cảm xúc. Lôi Trạch của thần đã sống lại,
nói xấu hổ với Tử Tôn vẫn còn tốt, Lôi Trạch thị còn có thủy tổ của họ, còn Phục Hy thì sao đây? Nếu như Phục Mân đạo tôn có thể hồi sinh thì hắn sẽ nói gì với Trung Nhạc, với nhân tộc đây? Thật đáng tiếc, Trung Nhạc và nhân tộc đã không còn người đó, không còn người có thể bảo vệ được họ. Lịch sử thời gian qua khiến ta rất cảm xúc kìa. Một lúc lâu sau, Lôi Trạch cổ thần an ủi tộc nhân, quay người lại, cúi xuống nhìn Trung Nhạc, Trắc Long đế và Ứng Loan đế. Đường đường Lôi Trạch thị lại rơi vào bước đường này, là ta ngu muội không nên tin lời Khởi Nguyên thần vương. Ta sẽ hạ giới tới cổ Lôi Trạch giới lấy lại ký ức của ta. Phục Hy, ngươi... Hắn lộ ra vẻ áy náy, khẽ nói: Chủng tộc các ngươi chỉ còn lại mình ngươi thôi sao? Ngươi là người cuối cùng sao? Trung Nhạc mỉm cười: Ta còn có con trai mà. Con mắt khổng lồ của Lôi Trạch cổ thần nhìn hắn, trong mắt có lôi quang lay động, đột nhiên cười ha hả, bàn tay đập mạnh xuống vai của hắn. Tốt, tốt, có con trai thì tốt rồi, có con trai thì tốt rồi. Sau khi ngươi chết đi, con trai có thể kế thừa di chí. Con trai chết đi còn có cháu kế thừa. Đó mới là tinh thần bất diệt của chiến thần Phục Khi thị. Trung Nhạc tràn đầy xúc cảm, long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng. Tinh thần của Phục Khi thị có lẽ kế thừa từ Lôi Trạch cổ thần. Loại tinh thần không biết thua là gì này in sâu trong huyết mạch của Phục Khi thị, được truyền qua hết đời này tới đời khác. Đại nhân, khoan đã nào. Về việc ngươi bị ám toán, có thể là có chút đáng nghi đấy. Trung Nhạc chần chừ, vẫn nói cho Lôi Trạch cổ thần về những gì hắn thấy ở Khởi Nguyên chi địa. Khởi Nguyên thần vương bị ám toán có lẽ là 200 vạn năm trước rồi. Từ thời đại Đại Tư Mệnh, hắn đã bị kẻ khác lấy mận thay đào. Lôi Trạch cổ thần khựng người: Sao? Khởi Nguyên thần vương bị giết chết rồi sao? Hắn đột nhiên cười tới mức rơi nước mắt. Tên khốn đó, ngay từ đầu khi theo Đại Tư Mệnh đã chống lại ta rồi. Không biết kẻ nào đã giết hắn trong xào huyệt vậy. Tên khốn đó cũng có ngày này sao? Trung Nhạc lên tiếng: Khởi Nguyên thần vương đã được Đại Tư Mệnh hồi sinh, giờ có lẽ vẫn đang hồi phục tu vi thực lực. Đại Tư Mệnh định liên thủ với hắn cùng chống lại kẻ địch thần bí kia. Đại Tư Mệnh sao? Lôi Trạch cổ thần hừ lại một tiếng, đứng thẳng dậy. Hắn cũng sống lại rồi sao? Đúng, được nhiều thần vương như vậy cầu nguyện, dùng tính mệnh của mình bảo vệ cho hắn, đương nhiên hắn có thể hồi sinh được rồi. Nhưng giờ không phải là thời đại hắc ám nữa rồi. Cho dù hắn có sống lại thì cũng không thể muốn làm gì thì làm như trước kia được. Trung Nhạc nhíu mày, rõ ràng Lôi Trạch cổ thần có bất mãn với Đại Tư Mệnh. Hơn nữa, đoạn lịch sử Đại Tư Mệnh mở đạo giới bị ám toán mà Trung Nhạc thấy trong Chấn Thiên Quan thì dường như cho thấy Lôi Trạch cổ thần và Hoa Tư Nương Nương đều bất mãn với Đại Tư Mệnh. Hắn còn nghe nói khi đó Lôi Trạch cổ thần và Hoa Tư Nương Nương đối đầu với sự thống trị của Đại Tư Mệnh, họ không thuộc một trận doanh với Đại Tư Mệnh. Giờ xem ra đúng là như vậy. Bạo quân không đáng để tin tưởng. Lôi Trạch cổ thần đứng dậy trầm giọng nói: Ta sẽ tới Lôi Trạch lục đạo giới lấy lại ký ức mấy vạn năm này của ta, còn cả bảo vật sinh mệnh cổ thụ của ta nữa kìa. Ta đã lâu rồi không dùng tới nó. Khi ta hồi phục trạng thái đỉnh phong sẽ gặp mấy lão hữu kia. Phục Hy, cố gắng sinh sôi nhiều con cháu vào. Trận chiến này còn chưa kết thúc đâu, vì ta vẫn chưa nhận thua mà. Uỳnh uỳnh. Lôi quang lóe lên, thân hình của hắn đột nhiên biến mất. Hắn đã cưỡi chân đạo lôi quang đó rời đi. Nhục thân của hắn quá mạnh, đi tới đâu không gian vỡ vụn tới đấy, để lại một đường thông đạo. Trung Nhạc giữ người định đuổi theo thì Lôi Trạch của thần đã không còn tung tích gì nữa. Tốc độ của hắn quá nhanh, sợ là con thuyền cổ cũng không đuổi kịp. Trung Nhạc bực bội nói: Ta còn định hỏi làm thế nào hồi sinh Thủy Long thần vương đấy. Trắc Long đế lắc đầu nói: Lôi tổ sẽ không hồi sinh Thủy Long lão tổ đâu. Thủy Long và hắn bất hòa, đã chọn Đại Tư Mệnh. Hơn nữa Thủy Long dùng tính mạng mình bảo vệ cho Đại Tư Mệnh, sợ là không thể hồi sinh được rồi. Trung Nhạc khựng người. Lôi Trạch cổ thần bay đi, tốc độ ngày một nhanh. Đột nhiên lôi quang dừng lại, phía trước cổ thụ cao nguy nga, phía dưới xuất hiện một bàn tay khổng lồ nâng sinh mệnh cổ thụ lên. Đại Tư Mệnh. Lôi Trạch cổ thần cười ha hả: Đợi ta lấy lại tiên thiên quả thụ của ta, xem ai sợ ai nào. Người thật ngoan cố mà. Gương mặt của Đại Tư Mệnh xuất hiện phía sau cái cây, hắn nhíu mày nói: Ngoan cố sao? Đây không phải ngoan cố, mà là sự sáng suốt sau khi trải qua thế sự. Ta biết rõ ngươi là người như thế nào. Lôi Trạch cổ thần sắc mặt bỗng lạnh tanh, thản nhiên nói:
Ngươi có thể lừa gạt chúng sinh thiên hạ, nhưng ngươi không lừa được ta đâu. Ta đã đi qua thời gian đen tối mà ngươi thống trị, biết ngươi coi sinh linh hậu thiên là gì rồi. Hắn lộ ra vẻ châm chọc. Thời đại hắc ám, tất cả sinh linh hậu thiên đều là lương thực của thái cổ thần vương, không đúng hay sao? Mọi thứ lẽ nào không phải xảy ra dưới sự lãnh đạo của đại tư mệnh ngươi hay sao? Các ngươi tạo ra chúng sinh. Quãng thời gian đen tối đó diễn ra trong bao lâu đây? Tỷ năm ư? Hay 10 tỷ năm đây? Đại tư mệnh, ngươi giả vờ là minh quân quá lâu rồi. Đã quên mất sự đen tối và tàn bạo trong cơ thể ngươi như thế nào rồi sao? Lôi Trạch cổ thần cười thích thú nói. À, đúng rồi. Cuối thời đại hắc ám, ngươi đã thấy tiềm lực tiềm năng to lớn của sinh linh hậu thiên. Ngươi bắt đầu cảm thấy địa vị của những cổ thần không được đảm bảo, thế là muốn mở ra đảo giới để cổ thần cao cao tại thượng tiếp tục duy trì sự thống trị của ngươi. Nhưng ngươi không ngờ bộ hạ của ngươi cũng không thể nhẫn nhục sự tàn bạo của ngươi được, ám toán ngươi ở trấn thiên quan đúng không nào? Đại tư mệnh cho mày, sinh mệnh cổ thụ không có gió mà lay động. Lôi Trạch cổ thần nói tiếp. Ngươi chết rồi ta chẳng thấy đáng tiếc chút nào cả, chỉ tiếc rằng Thủy Long lại mù quáng mà đi theo ngươi. Ngươi có thể lừa gạt Phục Khi không hiểu thời đại hắc ám, nhưng không lừa được ta đâu. Ta biết rõ ngươi, mọi việc hôm nay có thể nói đều là ác quá từ những gì ngươi làm năm đó. Đại tư mệnh thở dài. Lôi Trạch, ta không giết con trai ngươi. Đó là vì ta và Hoa Tứ ở bên ngoài thương cốc đúng không nào? Lúc ấy ngươi muốn mở đạo giới, nếu khai chiến với ta thì thế lực của ngươi tổn hại lớn, không có khả năng mở ra đạo giới kia. Vì thế ngươi đã nhẫn nhịn, không có nghĩa là ngươi không muốn. Lôi Trạch cổ thần cười nói. Phải biết là khi ấy bọn ta là thế lực duy nhất có thể chống lại được ngươi kìa. Đại tư mệnh khẽ lên tiếng. Hai vị sinh ra một vị lãnh độ thiên tư tuyệt vời cho sinh linh hậu thiên, đúng là đáng kính, đáng sợ. Đại tư mệnh khẽ nói. Nhưng Lôi Trạch, ngươi chắc biết rằng giữa ta và ngươi không hề có xung đột lợi ích gì cả. Ngược lại chúng ta còn có đối thủ chung kìa. Kẻ đó ám toán ta cũng đã ám toán ngươi, ám toán Khởi Nghiên, Hoa Tư. Hắn mới là kẻ chúng ta cần phải đối phó. Trong mắt Lôi Trạch cổ thần chứa lên lôi đình. Đại tư mệnh uy nhiếp thời đại hắc ám hàng tỷ năm mà cũng có ngày cần đồng minh hay sao? Đại tư mệnh lắc đầu nói. Giờ không còn là thời đại hắc ám nữa rồi. Sự phát triển của đạo pháp thần thông đã vượt qua sự dự liệu của ta. Đại toại rất rất giỏi, xứng với chữ đại. Lôi Trạch cổ thần cười. Bản thể của ta đã thành đế, tu thành đạo thần, tại sao phải liên thủ với ngươi đấy? Đại tư mệnh ánh mắt lay động. Lôi Trạch, ta hỏi ngươi, đạo có ý thức hay không? Lôi Trạch cổ thần lắc đầu. Đạo không có ý thức, không có thiện ác, không có thị phi. Nếu đạo đã không có ý thức, về đạo thần thì sao đấy? Đại tư mệnh đột nhiên nói. Ngươi nghĩ đạo thần có ý thức hay không? Lôi Trạch cổ thần khựng người, đột nhiên liền dùng mình. Sao, ý của ngươi là... Khi đó ta mở ra đạo giới, đi theo con đường cử tộc phi thăng, chúa tể đại đạo, nhục thân thành đạo, chân ngã thành đạo. Còn các ngươi thành đạo thần là đi theo con đường thoát khỏi quá khứ thành đạo. Đại tư mệnh nhàn nhã nói. Thành đạo, tại sao phải thoát khỏi quá khứ, thoát đi nhân quả đây? Ngươi chưa từng nghĩ tới hay sao? Vào khoảnh khắc các ngươi thành đạo thần, các ngươi đã biến thành đạo, chân ngã bất tồn. Ta không công nhận đạo thần trong đạo giới, còn cả tư duy ý thức của các ngươi. Ý thức của các ngươi với đạo thần mà nói thì là cặn bã, cần phải loại bỏ. Lôi Trạch cổ thần cho mày. Bỏ đi thân quá khứ, trở thành đạo thần chỉ có thể giữ lại sự vận hành của đạo, chỉ có thể hành động theo quy tắc của đạo, chân ngã không tồn tại nữa rồi. Đại tư mệnh mỉm cười tiếp tục. Thần đại diện cho đạo, hành động đại diện cho lý, đó chính là đạo lý. Với đạo thần mà nói, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt huyết mạch, chỉ có đạo thôi. Chân thân của ngươi thành đạo, ngươi không thể liên lạc với hắn đúng không? Lôi Trạch cổ thần khẽ gật đầu. Đúng như ta suy đoán mà. Đại tư mệnh tiếp tục nói. Chân thân của ngươi đã giống như lôi đình đại đạo chân chính, duy trì vũ trụ công lý chứ không còn ý thức của bản thân. Hắn và ngươi đã không còn là cùng một sinh mệnh thể nữa rồi. Hắn sẽ không thể hạ giới giúp ngươi, hậu thổ cũng vậy. Trừ phi sự vận hành của lôi đình đại đạo có vấn đề, cảm thấy buộc phải can thiệp vào sự vận hành vũ trụ, thì chân thân của ngươi mới hạ giới. Nếu muốn hạ giới thì buộc phải bỏ đi cảnh giới của đạo thần. Lôi Trạch cổ thần chau mày. Nếu đúng như đại tư mệnh đã nói thì đạo thần đúng là cảnh giới cao hơn,
chỉ là sự từ bỏ đó có lẽ cũng mất đi rất nhiều sự hứng thú. Nhưng đạo giới và đạo thần đúng như đại tư mệnh suy đoán hay sao? Nếu hắn muốn hạ giới giúp ngươi thì hắn sẽ không còn là đạo thần. Chỉ cần có tạp niệm thì sẽ không phải là đạo thần nữa rồi. Suy nghĩ của đạo thần chỉ có thể là quy luật vận hành của đạo. Đây cũng là nguyên nhân đạo thần không thể xuất hiện ở hạ giới. Ta gọi đó là cạm bẫy đạo thần. Đại tư mệnh cười nói, họ không thể điều khiển mà bị đại đạo ảnh hưởng. Nhưng đó chỉ là một con đường để trở thành đạo thần mà thôi, không phải con đường tốt nhất đâu. Nhục thân của ta thành đạo, đó mới là con đường tốt nhất kìa. Ngươi buộc phải liên thủ với ta. Không liên thủ với ta thì ngươi không có bất cứ khả năng chiến thắng nào cả. Lô Trạch của thần trầm ngâm nói, liên thủ với ngươi, nhưng trừ bỏ tên đó rồi ta vẫn phải trừ bỏ ngươi. Trước kia ta không có thực lực, nhưng giờ ta có rồi. Hắn quyết đoán nói. Đại tư mệnh gật đầu, đem theo sinh mệnh cổ thụ liền rời đi. Hắn khẽ nói, Lôi Trạch, ngươi vẫn có chút hơi lý tưởng hóa quá rồi. Sau này ngươi không cần phải là đối thủ của ta. Lôi Trạch của thần hừ lại một tiếng, lôi quang bùng nổ, thân hình liền biến mất. Trong Lôi Trạch thánh địa, Trung Nhạc lấy những mảnh vỡ của chiếc trống ghép lại với nhau, nhưng đó đã nhanh chóng vỡ ra. Món đạo thần chi bảo này đã vỡ ra hai lần, cho dù có lành lại thì uy lực cũng không bằng được như trước nữa. Đáng tiếc mà. Trung Nhạc rất đau lòng. Đây là đạo thần chi bảo, có lẽ là bảo vật uy năng mạnh nhất rồi, vậy mà lại bị phá hủy như vậy. Đại tư mệnh và Lôi Trạch đại nhân lại dã man như vậy sao? Trác Long Đế chọn ra 10000 thần long của Lôi Trạch thị, đều là tinh nhuệ tinh anh trong tộc, tặng lại cho Trung Nhạc. Trung Nhạc hai mắt sáng trưng, vội cảm tạ. Biểu huynh yên tâm, những vị Lôi Trạch thần nhân này ta sẽ giao cho Bệ Ngạn bọn họ, sau này họ sẽ trở lại Lôi Trạch thánh địa. Trác Long Đế cười nói, giờ Lôi Tổ đã trở lại, Lôi Trạch thị ta cũng sẽ lại quật khởi, sau này chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ biểu đệ thôi. Trung Nhạc dẫn cường giả Lôi Trạch thị lên thuyền cùng Hoa Tư thị tới Hoa Tư thánh địa. Quân Tư Tà thì cười nói, sư đệ, ngươi định tới gặp nương nương đòi nhiều Hoa Tư thị hơn thật sao? Trung Nhạc cười nói, nói chung vẫn phải đi một chuyến, chưa biết chừng lại có được thêm kìa. Hơn nửa năm sau họ tới Hoa Tư thánh địa. Quả nhiên như Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi đã dự đoán, thần hậu nương nương tránh mặt không gặp, nó là gặp bạn cũ ra ngoài đi du ngoạn rồi. Trung Nhạc đen mặt lại, cho thuyền trở về vũ trụ cổ. Hắn bực bội nói, nương nương quả nhiên nhỏ nhen mà. Hắn vừa mới rời đi thì Lôi Trạch cổ thần tới gặp thần hậu nương nương. Hai vị thần vương ngồi xuống, Lôi Trạch cổ thần giơ tiên thiên quả thụ lên thở dài nói, 200000 năm không dùng tới cây bảo thụ này, giờ lại tới lúc không thể không dùng. 10000 năm, ám toán ta 10000 năm rồi. Thần hậu nương nương cười, đạo huynh cuối cùng cũng thoát ra được, cũng là việc may mắn, là tiểu phục huy cứu huynh hay sao? Lôi Trạch cổ thần gật đầu nói, ta thấy một vị đạo tôn khác trên người hắn kìa. Ta cũng vậy, giờ thời đại đã thay đổi, cho dù đạo tôn có còn tại thế thì có lẽ cũng không phải người mạnh nhất rồi. Thần hậu nương nương từ tốn nói, huynh thoát nạn, còn Hoa Tư nương nương thì vẫn không biết sống chết ra sao. Lôi Trạch cổ thần đứng dậy, được, để ta đi xem sao. Hai người tới vùng trung tâm thánh địa, thấy Hoa Tư nương nương ngồi khoanh chân trên tế đàn, không sống không chết. Nàng ta gặp kiếp thế nào vậy? Lôi Trạch cổ thần hỏi. Thần hậu nương nương lắc đầu nói, khi đó ta chưa có hồi sinh, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi gặp Phục Hy thì ta mới tỉnh lại. Không biết trong thời gian đó đã xảy ra điều gì, đạo huynh cũng không biết hay sao? Lôi Trạch cổ thần lắc lắc đầu, ta là người bị ám toán đầu tiên, không biết chuyện sau đó. Hắn quan sát kỹ lưỡng, lông mày nhăn lại. Trạng thái của Hoa Tư nương nương khác với của hắn. Hắn sau khi bị ám toán chết trong hỗn độn Lôi Hải, khởi nguyên thần vương sợ hắn sẽ hồi sinh nên dùng mộ cổ để trấn áp hắn. Còn Hoa Tư nương nương trong cơ thể không có mộ cổ. Lẽ nào là do tên khởi nguyên giả làm hay sao? Lôi Trạch cổ thần trầm ngâm, lại kiểm tra lần nữa, lông mày dựng đứng, thở ra một luồng khí độc. Nàng ta không bị khởi nguyên ám toán, mà là bị kẻ khác ám toán, bị kẻ đó lấy mất đạo thần cơ duyên. Trạng thái hiện tại không sống không chết, sắp tách ra cấn thân, nhưng cấn thân lại không thể tách ra được, đúng là kỳ lạ. Thần hậu nương nương khẽ chấn kinh, sao ý của huynh là? Nàng ta bị ám toán vào khoảnh khắc sắp trở thành đạo thần, có kẻ nào đó đã cướp mất cơ duyên đạo thần của nàng ta, khiến cho nàng ta không thể tách cấn thân ra được, lại rơi vào cạm bẫy đạo thần.
Lôi Trạch cổ thần giải thích lại về cặp bẫy đạo thần mà Đại Tư Mệnh đã nói. Ý thức của nàng ta giờ đã mất rồi, đã bị đạo thay thế, nhưng lại không thể trở thành đạo thần. Thế là nhìn giống như đã chết, thế nhưng lại chưa chết đi. Thần hậu nương nương nghe vậy, vội vàng nói. Vậy có thể đánh thức nàng ta hay không? Lôi Trạch cổ thần lắc lắc đầu. Trạng thái này, cho dù là Đại Tư Mệnh, cũng bó tay thôi. Trước mắt chỉ có thể hy vọng nàng ta tự tìm lại được ý thức của mình. Nếu nàng ta muốn trở lại, hoặc thành đạo thần, hoặc tụt cảnh giới. Nếu không, thì sẽ không trở lại được rồi. Hai vị cổ thần nhìn nhau, cả hai cùng trầm mặc. Nương nương có liên lạc được với bản thể của mình hay không? Lôi Trạch cổ thần đột nhiên hỏi. Thần hậu nương nương lắc lắc đầu. Có thể cảm ứng được, nhưng không thể liên lạc được. Bản thể của ta hình như rất bài xích ta thì phải. Lôi Trạch cổ thần chau mày. Tương lai chắc chắn sẽ có một trận ác chiến, cần có đạo trúc linh căn. Cho dù là chân thân của ngươi cũng không được hạ giới, cũng phải đưa những linh căn xuống. Nếu không liên hệ được với bản thể thì chỉ e rằng... Có lẽ ta có thể liên lạc được với hậu thổ nương nương. Thần hậu nương nương trầm ngâm một lúc rồi quả quyết nói. Ta đích thân tự tế tự ta, truyền đạt ý niệm của ta cho nàng. Chắc chắn nàng ta có thể cảm ứng được ý niệm mạnh mẽ của ta, rồi sẽ phải hồi đáp thôi. Lôi Trạch cổ thần mắt sáng lên vỗ vỗ tay nói. Hay, cách hay. Cổ thần đích thân tế tự chi lực vô cùng cường đại. Hơn nữa, quan trọng hơn là với đạo thần thì tế tự chi lực là tạp chất đáng sợ, sẽ gây ô nhiễm đạo của bản thân. Tế tự chi lực lớn như vậy tràn tới, hậu thổ nương nương cho dù không có tạp niệm khác cũng sẽ bị quấy nhiễu. Nàng ta không chiến thắng được, chắc chắn sẽ hồi đáp với thần hậu nương nương. Chỉ cần có hồi đáp, chưa biết chừng thần hậu nương nương có thể lấy lại đạo trúc ứng phó với cục diện hiện tại. Lôi Trạch cổ thần cười nói. Cạm bẫy đạo thần dù sao cũng chỉ là suy đoán của Đại Tư Mệnh. Tình hình cụ thể của đạo thần như thế nào, Đại Tư Mệnh cũng không thể nào hiểu rõ được. Ta cũng tế tự bản thân xem chân tướng như thế nào. Hai vị cổ thần dựng lên tế đàn, tự tế tự bản thân, sức mạnh của Thái Cổ Thần Vương họ lớn như thế nào, tinh thần khủng bố tới mức nào đây. Hai tòa tế đàn gần như là đạo hóa, tế tự chi lực mãnh liệt bùng phát tự hỏa diễm, ra cả bên ngoài tử vi oanh kích vào đạo giới. Từ xa nhìn, tế tự chi lực giống như quang trụ khuấy động phong vân tinh tú, tạo nên hai vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay chuyển. Một lúc lâu sau, hai vị cổ thần dừng tế tự, ai cũng hoang mang mà nhìn nhau. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Lôi Trạch cổ thần không nói gì thêm nữa, chỉ nói. Nương nương, ta về đây. Thần hậu nương nương đứng dậy đưa tiễn, hai vị thần vương tạm biệt. Thần hậu nương nương vẻ mặt lo lắng, liền nói nhỏ. Thì ra là vậy. Nàng ta chưa bứt vẻ âu sầu, thở dài rồi tìm Trung Hiếu Văn, chỉ thấy cậu nhóc này khổ tu 2 năm rồi, vẫn chưa tu thành luyện khí sĩ, không phải tức giận. Hiếu Văn thế, ngươi bị cha Trung Sơn Thị của ngươi lừa rồi. Hắn cho ngươi tu hồn, ngươi sẽ không tu thành được cái gì đâu. Giờ ngươi mới 16 tuổi, nếu không tu thành luyện khí sĩ thì chỉ sẽ bỏ qua mất thời gian tốt nhất để củng cố căn cơ. Chi bằng ta cầu cơ duyên cho ngươi, cho ngươi quan tưởng thiên địa linh căn, dùng linh căn làm linh. Trung Hiếu Văn lắc đầu. Nương nương, cha ta cũng có thiên địa linh căn. Nếu ta muốn trở thành luyện khí sĩ bình thường thì thành lâu rồi, cũng không cần phải đợi tới giờ. Ta đã chọn con đường này thì sẽ tiếp tục đi. Ta cảm thấy ta đã rất gần với luyện khí sĩ rồi kìa. Cũng tính cách quật cường giống như cha ngươi vậy. Thần hậu nương nương giờ khóc giờ cười. Cha ngươi cũng không phải bắt đầu là chỉ luyện hồn phách không đâu. Ban đầu hắn cũng tu luyện linh, hơn nữa còn là nhật nguyệt song linh kìa. Sau đó mới luyện đi nhật nguyệt song linh, chỉ tu hồn phách thôi. Hắn yêu cầu ngươi quá cao rồi. Ta cho ngươi thêm 1 năm. Nếu ngươi không dựa vào hồn phách tu thành luyện khí sĩ được thì ta mượn tiên thiên quả thụ cho ngươi. Ngươi quan tưởng tiên thiên quả thụ, dùng linh căn tu thành luyện khí sĩ, ta làm chủ cho ngươi. Lúc này, con thuyền cổ tới gần thiên đình, ánh mắt của Trung Nhạc lay động, từ xa nhìn thiên đình, thấy khí vận của thiên đình thịnh vượng, hà quang vạn đạo, chiếu rọi tinh không, thần thánh và phi phàm. Đế tinh cũng sáng loáng dưới sự chiếu rọi của ánh sáng từ thiên đình, vô số nhật nguyệt vây quanh đế tinh vô cùng rực rỡ. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Mục Tiên Thiên đột nhiên có cảm giác ra ngoài nhìn về hướng con thuyền cổ, chỉ là khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ. Thiên thừa tướng, là ngươi sao? Ngươi lại nhăm nhe giang sơn và bảo tọa của chấm hay sao? Nàng ta chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói. Chấm đã thành đế rồi, tam thể thành đế, tam thể hợp nhất lại, có thể điều tiết chiến tranh giữa thần ma của vũ trụ cổ. Cũng không cần ngươi ở lại vũ trụ cổ nữa rồi. Ngươi vô dụng rồi, chấm mới là chúa tể của thiên địa này.
Con thuyền cổ rời khỏi đế tinh. Trên mũi thuyền, khí tức trung nhạc bùng phát, tu vi trong cơ thể áp chế không nổi sự tăng vọt này. Lục đạo chuyển động, các động thiên lớn nhỏ bất giác chuyển sang chư thiên. Trung nhạc không phát giác ra, mặc cho tu vi tăng lên, ánh mắt hắn vẫn nhìn về thiên đình, về đế tinh. Mục Tiên Thiên, ta và ngươi thật sự phải gặp nhau trong trận chiến sinh tử hay sao? Đao của ta đã đủ sắc rồi, đợi tiến bệ hạ lên đường đây. Khí tức của hắn càng thêm khủng bố, đại đạo bùng nổ, dẫn động thiên địa đại đạo, trong thiên địa phát nổ theo. Vô vàn đạo ánh sáng vắt ngang của trời, thậm chí ngay cả thiên đình cũng có đại đạo hiện lên. Hắn đang thành tựu đế quân, hắn đã quá mạnh, lĩnh ngộ về đạo cũng rất sâu sắc, đến mức khi thành tựu đế quân lại xuất hiện dấu hiệu thành đế. Loại dấu hiệu lạ này khiến cho thiên đình chấn động, vô số thần nhân đồng loạt nhìn về phía có trung nhạc vô cùng hoang mang. Bệ hạ, dị tượng này lẽ nào lại có ai thành đế hay sao? Các văn võ đại thần ảo tới, một vị đế quân kêu lên. Khí tức khủng bố như vậy, vị đế này lai lịch không nhỏ. Mục Tiên Thiên lắc lắc đầu. Không phải thành đế, mà là thành đế quân, đó là thiên thừa tướng. Hắn phóng khí thế ra là đang khoe khoang uy năng với chấm đây mà. Văn võ toàn triều chấn kinh, nhìn nhau không dám nói gì. Ánh mắt của Mục Tiên Thiên càng ngày càng sáng. Ánh mắt dường như đã bắt được vị trí của Trung Nhạc, nhìn được hắn rõ ràng hơn. Thiên thừa tướng, người vẫn nhẫn nhịn được hay sao? Chấm không nhẫn nhịn được nữa rồi. Con thuyền cổ rời đi, tới Phục Tương Quan. Trung Nhạc bùng phát khí thế, oanh kích Phục Tương Quan. Bên trong, Lung Điệt nữ đế dẫn mấy ngàn vạn thần ma nhìn ra. Trung Nhạc nói lớn. Lung Điệt, ngươi không phải đối thủ của ta, mở cổng ra đi. Lung Điệt nghiến răng nói. Bệ hạ có lệnh. Trung Nhạc cười cắt lời. Mệnh lệnh của bệ hạ là phàm có người từ vũ trụ cổ lên là giết không cần hỏi. Nhưng ta không phải từ vũ trụ cổ tới, mà là muốn hạ giới kia. Ngươi mở cổng đi. Lung Điệt chần chừ một lúc, vỗ vỗ tay. Bệ hạ đúng là có lệnh như vậy, mở cổng thành cho hắn vào. Con thuyền cổ đi vào Phục Tương Quan. Trung Nhạc xuống thuyền, Lung Điệt đích thân ra đón, cười nói. Thừa tướng đừng trách tôi, đây là lệnh của bệ hạ, ta không thể không thực hiện. Trung Nhạc nhìn nàng ta chăm chú rồi cười nói. Không sao, ta cũng không bị thương, nhưng nữ đế lại có chút bị thương tích rồi. Thực không dám giấu giếm, ta đã tu thành đế quân rồi. Nếu ngươi ngăn cản ta thì chỉ e rằng ngươi và tòa Phục Tương Quan này sẽ cùng tan thành tro bụi. Lung Điệt kinh ngạc rồi mừng rỡ nói. Chúc mừng thừa tướng. Trung Nhạc khẽ lắc đầu. Ta tới Lôi Trạch một chuyến, giết Long Thị Đế, chém đầu vài nghìn vạn. Lung Điệt chấn kinh, vội nhìn về phía con thuyền cổ, thấy ở đó là hàng vạn thần ma, ánh mắt không khỏi lay động. Bái kiến Lung Điệt phó thừa tướng. Các vị Long Thần cùng thi lễ. Lung Điệt nữ đế khóe mắt khẽ giật giật, nhìn sang Trung Nhạc. Trung Nhạc đang nhìn quanh, đánh giá sự bố trí trong Phục Tương Quan, không thấy bất cứ điều gì dị thường, khiến cho nàng không biết Trung Nhạc đang nghĩ gì. Nữ đế tài hoa phi phàm, xây dựng nơi này thành một tòa hùng quan, dễ phòng thủ, khó tấn công. Nếu tấn công từ bên ngoài thì khó lòng mà phá thành được. Nữ đế bình pháp đúng là thâm diệu. Trung Nhạc tán thưởng, Tử Tố nói. Nếu như từ vũ trụ cổ mà tới tấn công thì sẽ xuất hiện ở truyền tống trận đài bên trong thành, mà quanh truyền tống trận đài bố trí trùng trùng sát trận. Sát trận một khi khởi động sẽ giết chết vô số thần ma. Trận pháp hay, đúng là trận pháp hay mà. Lung Điệt cười. Trận pháp này trước mặt thừa tướng thì chẳng đáng nói. Thừa tướng là trận pháp đại gia, có lẽ đã biết sơ hở của trận pháp này rồi. Trung Nhạc gật gật đầu nói. Trận pháp của ngươi được dựng lên dựa theo một loại trận pháp của tiên thiên thần ma, hình như là thần long thì phải. Nhưng như thực như hư, khác với thần long của Lôi Trạch thì nếu tăng cường thúc đẩy sẽ hình thành thế cự long nghiền áp. Trận pháp tuy tinh diệu nhưng phá không khó. Với ta mà nói thì có hai cách để phá trận. Ồ, xin được rửa ta lắng nghe đây. Cách thứ nhất, tế đao ở tòa thành thứ 9, truyền tống đao uy tới Phục Tương Quan, một đao chém hết thần ma trong thành và cả nữ đế, một đao săn bằng. Trung Nhạc ngữ khí bình thản, nhưng Lung Điệt thì nghe có sát ý trong lời nói, bất giác dùng mình. Đao uy của Trung Nhạc cái thế, một đao tách thần đạo, ma đạo ở vũ trụ cổ, đao quang, đao khí, thậm chí truyền tới cả tử vi. Nếu hắn dùng truyền tống trận đài đưa đao uy tới Phục Tương Quan thì có lẽ có thể một đao săn bằng Phục Tương Quan. Trung Nhạc cười tiếp tục nói. Còn cách thứ hai, ngươi hãy thử đoán xem. Lung Điệt ánh mắt lay động. Nàng lên tiếng. Cách thứ hai là giờ thừa tướng động thủ. Thừa tướng đã tu thành đế quân, giết Long Thị Đế tại Lôi Trạch, thần uy vô lượng. Nếu giờ thừa tướng động thủ, trực tiếp giết chết Lung Điệt,
3.000 hoa tứ, 10.000 lôi trạch đổ sát thủ quân toàn thành, đoạt thành đã thông đường tới Tử Vi. Thừa tướng, không biết thiếp thân nói có đúng không? Trung Nhạc gật đầu, hớn hở cười nói: Lùng điệt, điệt nữ của dòng, ta hỏi lại nữ đế, rốt cuộc ngươi là điệt nữ của ai? Lùng điệt sắc mặt bất định, đột nhiên thở dài nói: Dòng của thế gian này đâu chỉ có lôi trạch. Lôi trạch là vị dòng đầu tiên được sinh ra đời, còn có tiên thiên thần ma khác, cũng có long thể. Ta là điệt nữ của vị chân long thứ hai. Thừa tướng, ta không phải là kẻ địch của ngươi, sau này ngươi cũng cần dùng tới ta kìa. Sao, vị dòng thứ hai ư? Trung Nhạc nhìn nàng, Lung Điệt nhìn vào mắt hắn. Một lúc sau, Trung Nhạc rời ánh mắt, quay người đi về hướng truyền tống trận pháp, tiện tay nhét cho nàng ta một cây đồ đằng thần trụ. Trước khi khởi binh, ta sẽ thông báo cho ngươi, nếu ngươi tử thủ tòa thành thì ngươi sẽ chết trong thành. Con thuyền cổ bay tới, Trung Nhạc lên thuyền, vẫy vẫy tay, con thuyền được ánh sáng cuốn đi. Lung Điệt nhận lấy đồ đằng thần trụ, sắc mặt sáng tối bất định. Gió lạnh thổi tới, nàng bất giác dùng mình. Lúc này mới thấy y phục ướt đẫm, không biết từ khi nào đã thấm đầy mồ hôi. Thật đáng sợ, ta cảm giác như đứng bên cạnh một con hung thú, nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng có thể nuốt chửng ta bất cứ lúc nào kìa. Việc này khó làm rồi đấy, có cần thông báo cho ngài đó hay không đây? 2 năm sau, con thuyền cổ cũng trở về đến tổ đình, Âm Phiền Huyên dẫn chư nữ ra đón. Nàng cười nói: Phu quân đi xa lần này có gặp được hoa thơm còn lạ gì hay không vậy? Cái này... Trung Nhạc chán túa mồ hôi lạnh, mấy người Âm Phiền Huyên nhìn con thuyền cổ, sắc mặt bất giác tím lại, thấy 3.000 vị cô nương như hoa như ngọc đang tiếu tiết xuống thuyền tiến về phía họ. Mấy người Âm Phiền Huyên nhìn Trung Nhạc, Thạch Âm Cơ lẩm bẩm nói: Huyên tỷ tỷ, còn nói chưa biết chừng ngươi sẽ lôi kéo vài tỷ muội về, thật không ngờ ngươi lại lôi kéo cả thuyền về như vậy. Trung Nhạc cảm giác đau đầu, liền hỏi dò: Phu nhân, nếu ta nói không có 3.000 mà chỉ có 2 người, chư vị phu nhân chắc có thể thở phào được rồi chứ? Mấy người trợn mắt, Trung Nhạc vội ngậm miệng lại: Không ngờ sư đệ lại là người sợ vợ như vậy. Quân Tư Tà tiến lại cười nói: Tiểu muội Quân Tư Tà, vì đây là sư muội của ta Khâu Cấm Nhi. Tỷ muội ta cũng như sư đệ, tới từ tổ tinh là Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ. Âm Phiền Huyên mấy người bỗng cảnh giác, thần ma của Hoa Tư Thị và Lô Trạch Thị tới đây gây nên động tĩnh không nhỏ cho tổ tinh. Hai đại hoàng tộc đã rất ít can thiệp vào sự vụ của ngoại tộc, giờ có lẽ là lần đầu tiên trong mấy vạn năm qua họ chính thức tham dự vào sự tranh chấp của thiên hạ. Trung Nhạc chỉnh đốn các bộ, giao 3.000 Hoa Tư Thị cho Hoa Thiến Mân quản lý, nhưng Hoa Thiến Mân mơ mơ hồ hồ, không phải dạng đại tướng, hắn đành phải phái Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi sang phò tá cho Hoa Thiến Mân. Khâu Cấm Nhi dẫn binh cũng không được, nhưng Quân Tư Tà là chuyên gia dẫn binh đánh trận, dù sao nàng cũng từng là môn chủ kiếm môn, có khả năng bao quát toàn cục. Hoa Thiến Mân để Quân Tư Tà tự làm, Quân Tư Tà lập tức thành lập nữ doanh, chọn thần nữ từ cương vực mà tổ đình thống trị bổ sung vào quân đội, mở rộng binh lực tới 600 vạn người. Còn 1 vạn Lôi Trạch Thị thần tướng thì Trung Nhạc giao cho 9 người bọn bì xì bệ ngạn thống soái. 9 vị cường giả này đều rất giỏi, bì xì chỉ còn nửa bước chân nữa là thành đế. 9 vị huynh đệ tỉ muội bọn họ mỗi người dẫn 1 đội quân, tuyển chọn thần nhân các tộc, mỗi đội quân có tới vài 100 vạn thần ma. Tổ đình là học sinh của thiên đình, mô phỏng biên chế của thiên đình, thiết lập các bộ đại quân bộ, đặt ra ngũ phó, lục công, tứ vệ, tam công, tam đài, lục viện, tứ tương, tứ tướng, thất trụ thiên, cũng có cả các bộ hầu như thiên viện, thiên thương, thiên khuân và khố lầu. Trung Nhạc chỉnh đốn lại tổ đình cũng mất 6-7 năm, cuối cùng cũng chỉnh đốn tổ đình thành một tiểu thiên đình nhỏ. Hắn cũng là bị vướng vào chính sự, không thể tu luyện được. Ta cần phải có chí tướng có thể làm chính sự trợ giúp ta, nếu không thì sẽ như Mục Tiên Thiên, bị việc chính sự cuốn theo, chẳng làm được gì cả. Trung Nhạc thầm thở dài, có một chút hoài niệm Tử Quang Quân Vương. Nếu có chí giả như Tử Quang Quân Vương tương trợ thì sẽ bớt đi được bao nhiêu việc vặt vãnh, hắn sẽ không phải phân tâm. Đột nhiên có thần tướng tới báo: Thừa tướng, bên ngoài tổ đình có 3 vị thần nhân tới nói là có cố nhân của thừa tướng kìa. Trung Nhạc đi ra ngoài xem, mừng rỡ tiến lại: Ta đang nhớ các ngươi đấy, không ngờ các ngươi lại tới thật. Được 3 vị hiền giả các vị trợ giúp thì ta không phải lo gì nữa rồi. 3 vị nam nữ đó vội thi lễ nói: Phục khi hành sự, không thể không tới được. 3 người này chính là Vân Quyền Thư, Mặc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương. 3 người họ sau khi đế tranh kết thúc liền theo Tiêu Dao Đế tu luyện mấy 100 năm, cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Trung Nhạc quan sát ba người họ, thấy Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương đều trí tuệ thanh minh thông đạt hơn hẳn trước kia. Tiêu Dao sư tôn biết Phục Hy bị chuyện vặt vãnh quấy nhiễu nên lệnh cho ba bọn ta tới giúp đấy. Ba người vào trong tổ đình, Vân Quyển Thư lên tiếng cười nói: trí tuệ của sư tôn bọn ta chỉ có được một phần, bổ khuyết thiên thư của mỗi người, không thể có được hết đạo hạnh của người được, thật đáng xấu hổ. Trung Nhạc cười: ba bộ thiên thư có được một là được rồi, Tiêu Dao đế bao giờ sẽ rơi tới giúp ta đấy? Ba người nhìn nhau cùng lắc đầu. Trung Nhạc khó hiểu, Thiên Ti Nương Nương nói: Tiêu Dao sư tôn cho rằng ngươi thất bại, trước mắt không phải thời cơ tốt để xuất sơn giúp ngươi. Trước mắt sẽ có một trận đại tranh sẽ xảy ra, lão nhân ra lệnh cho bọn ta xuất sơn chỉ là để bảo vệ căn bản của Phục Hy thôi, không phải vì tranh đoạt thiên hạ. Trung Nhạc lại càng không hiểu: sao đại tranh ư? Có thể nói rõ hơn được không? Vân Quyển Thư trầm ngâm nói: sư tôn cũng không nói nhiều, nhưng ta đoán thì chắc là liên quan tới vị Phục Hy còn lại kia. Trung Nhạc tim khẽ run lên: từ mệnh sao? Mặc Ẩn ánh mắt lay động: Phục Hy đã nhìn khí vận của hạ giới chưa? Nếu vẫn chưa thì giờ xem một chút đi. Hắn lấy ra một cuốn thiên thư ném lên, thiên thư mở rộng, trang sách phản chiếu cảnh tượng của 3000 lục đạo giới. Trung Nhạc ngẩng lên, tim khẽ run, thấy khí vận 3000 lục đạo giới hội tụ tựa như dầu sôi lửa bỏng, cuồn cuộn trào dâng, khí vận nóng bỏng, thậm chí còn chấn động tới tử vi chư tinh. Khí vận của Tư Mệnh sao lại mãnh liệt như vậy? 3000 lục đạo giới nghèo nàn, không thể nào có nhiều cường giả phụ tá nàng ta như vậy được. Tại sao lại có khí vận mãnh liệt như thế được đây? Ba người họ lại nhìn nhau, Vân Quyển Thư hắng giọng: chúa công xây dựng tổ đình tại đây, còn Tư Mệnh Phục Hy thì liên lạc thượng cổ chư đế. Bên cạnh nàng ta có lẽ đã có 100 vị thượng đế đại cổ rồi. 100 vị thượng đế đại cổ sao? Trung Nhạc chấn động, thất thanh kêu lên: sao có thể? À đúng rồi, nàng ta có lục đạo thiên luân, thông qua nó có thể tìm thấy các đại đế kia. Chứ là nàng ta dùng cách gì để họ đồng ý xuất sơn trợ giúp đây? Thời gian qua hắn xây dựng tổ đình để nhân tộc sinh sôi nảy nở, giáo dục giáo hóa, bồi dưỡng cường giả nhân tộc mà đã bỏ quên mất Tư Mệnh. Tư Mệnh cũng tới tổ đình vài lần, đều là thăm ngộ bức tượng Phục Hy mà Phục Vân Đạo Tôn đã để lại rồi rời đi. Trung Nhạc cũng không hề chú ý lắm về Tư Mệnh. Không ngờ Tư Mệnh lại trong thời gian ngắn như vậy đã tìm ra được các vị đại đế ẩn cư bên trong thế gian, thuyết phục họ tương trợ mình. Thượng cổ chư đế không muốn bị bắt trước khi chết, đương nhiên là sẽ phản kháng. Tư Mệnh cung cấp những điều họ cần, đương nhiên là có thể lôi kéo được họ rồi. Nàng ta lại là Phục Hy, dư uy của Phục Hy vẫn còn, khiến những đại đế thần phục cũng không có gì khó cả. Thiên Ti Nương Nương tế nhân quả thiên thư lên, nàng lên tiếng nói: thượng cổ chư đế ẩn cư 10 vạn năm, tiềm phục không xuất hiện, nhưng giờ họ đã già, chắc chắn họ và các thần vương sẽ có một trận ác chiến. Ý của sư tôn là trận chiến này liên quan rất rộng, chỉ sợ các vị đế khác đều khó lòng mà ngồi yên. Chúa công đừng tham gia vào chuyện này, mặc cho hai bên bọn họ khai chiến đi. Chúa công nhân cơ hội này bảo toàn thế lực của mình, lặng lẽ phát triển. Trận đại tranh này kết thúc có lẽ phải nghìn năm sau kìa, khi đó hai bên lưỡng bại câu thương, chúa công sẽ là ngư ông đắc lợi. Trung Nhạc đứng bật dậy, lắc lắc đầu: Tư Mệnh là tộc nhân của ta, không thể không quản được. Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương nhíu mày. Vân Quyển Thư nói: chúa công nên biết Tư Mệnh có lai lịch khác kìa, có thể chưa chắc là tộc nhân của chúa công đâu. Trung Nhạc lắc đầu: ta đã biết lai lịch của nàng ta từ lâu rồi, dù thế nào thì nàng ta vẫn là tộc nhân của ta, không thể không quản được. Thiên Ti Nương Nương nói: chúa công nên biết nàng ta có ý lợi dụng ngươi, tâm cơ bất lương. Như thế nhưng vẫn là tộc nhân. Mặc Ẩn truyền âm cho hai người nói: chúa công đối với đồng tộc cảm tình rất sâu nặng, chúng ta không khuyên được đâu, phải mời Phù Kỳ Chi tiền bối tới khuyên thôi. Hai người cùng gật đầu. Trung Nhạc sắp xếp Vân Quyển Thư quản lý nội chính, Mặc Ẩn quản lý quân chính, Thiên Tơ phụ trách tình báo. Mặc Ẩn binh pháp tinh thâm, công phá bốn bề, công thành đoạt tài nguyên, khiến thế lực tổ đình không ngừng được mở rộng. Thiên Ti Nương Nương tinh thông nhân quả chi đạo, tìm kiếm tình báo từ các nơi ở trong vũ trụ cổ, tập hợp lại suy đoán nhất cử nhất động của các tộc. Vân Quyển Thư thì quản lý lục đạo luân hồi, kiểm tra các bộ xem có nội gián của các thế lực khác hay không, hoặc giết hoặc lợi dụng, quản lý chặt chẽ các thần tộc, ma tộc phụ thuộc tổ đình. Có ba người họ tương trợ, Trung Nhạc lập tức nhẹ nhõm hẳn, có thể yên tâm tu luyện. Nhưng việc của Tư Mệnh khiến cho hắn tâm phiền ý loạn, khó lòng yên ổn mà tu luyện. Ta phải đi gặp Tư Mệnh một chuyến,
nàng ta không thể chiến thắng được, chắc chắn sẽ thua. Ta đi gặp nàng ta để nàng ta biết sự lợi hại, không thể vô duyên vô cớ đi nạp mạng được. Trung Nhạc đứng dậy định lên thuyền thì Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn tới, cúi người nói: Phục Khi, Tinh Hồng Bảo có việc, mời Phục Khi di giá. Trung Nhạc dừng lại, theo hai vị tới Tinh Hồng Bảo, hắn khó hiểu hỏi: Sao, Tinh Hồng Bảo thì có việc gì xảy ra vậy? Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn dẫn đường đưa hắn vào nội bộ Tinh Hồng Bảo. Trước tạo hóa thần khí khổng lồ, hai người nhìn nhau, tiến tới đẩy tạo hóa thần khí ra, để lộ một hố sâu hun hút, một luồng thi khí bay lên. Phù Kỳ Chi lên tiếng: Chắc Phục Khi đã hiểu rồi chứ? Trung Nhạc lắc lắc đầu: Ta hiểu ý của hai vị, nhưng Phục Khi thị ta nợ nàng ấy quá nhiều, ta không thể không đi cứu nàng. Nàng ta không phải là Phục Khi, nàng ta chỉ là vũ khí của Phục Khi. Phù Viêm Sơn nói: Đợi khi nàng ta trưởng thành, chỉ sẽ thành vũ khí mạnh nhất để nắm giữ luân hồi. Nhưng nếu nàng ta tự tìm đường chết, thì Phục Khi cũng không cần phải nạp mạng vì nàng ta. Thôi, hai vị không cần nói thêm. Trung Nhạc lắc lắc đầu: Chúng ta nợ nàng ấy quá nhiều, trong mắt ta nàng ấy chính là Phục Khi. Hai vị, ta nhất định phải đi gặp nàng. Trung Nhạc không nói không rằng, đứng dậy liền rời đi. Hai người vội vã đuổi theo nói lớn: Phục Khi, dừng bước lại. Nếu nhất định phải đi thì ít nhất cũng phải đem theo Táng Linh Thần Vương. Táng Linh ở đâu rồi? Mau đi theo chúa công đi. Trên con thuyền cổ, Táng Linh Thần Vương giáng lâm, đáp xuống sau lưng Trung Nhạc, từ từ đứng dậy. Táng Linh, nếu như vũ khí dám tấn công chúa công, giết không cần hỏi. Phù Kỳ Chi gằn giọng nói. Trung Nhạc nhìn hắn một cái, con thuyền cổ liền rời đi. Thuyền cổ vừa đi thì thần hậu Nương Nương xuất hiện, bên cạnh là một thiếu niên cười với mấy người Âm Phiền Huyên: Lão gia nhà các ngươi đâu? Ta còn đưa con trai hắn tới đây. Âm Phiền Huyên bọn họ không dám chậm trễ, vội vàng tiếp đón chu đáo. Lão gia nhà ta đi 3000 lục đạo giới rồi, nó là phải đi gặp một nữ Phục Khi. Hiếu Văn đã thành luyện khí sĩ rồi sao? Thần hậu Nương Nương đẩy Trung Hiếu Văn lên trước rồi cười nói: May mà không phụ lòng tín nhiệm, cuối cùng tiểu tử này cũng thành luyện khí sĩ rồi. Hại ta mất không ít công sức kìa. Đi cho các dì nương xem đi. Trung Hiếu Văn tiến tới, mọi người đều cùng quan sát, đều nhíu mày: Tại sao vẫn là ẩn linh cảnh vậy? Nên gọi là ẩn. Thần hậu Nương Nương đắc ý nói: Nên gọi là ẩn hồn cảnh kìa. Khi hắn tu hồn phách thành linh đã dẫn tới thiên kiếp, suýt nữa đã chết rồi. Con đường này là sau này cha hắn tạo ra, nhưng không khai sáng ẩn hồn cảnh. Vì thế tên tiểu tử này coi như là người đầu tiên, đương nhiên là bị sét đánh rồi. Cũng may là ta phát hiện ra, nếu không thì hắn đã bị sét đánh chết rồi kìa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 319 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại và đợi tập 320 sắp tới.